Chào các bạn, xin giới thiệu đến các bạn cục đẩy gen cho Bass. Mà các bạn nghe qua demo để hiểu chức năng của nó hơn. Đầu tiên là chưa có cái cục Boss GAB7. Rồi bây giờ là có cái cục đó. Vậy thì chức năng của nó chỉ đơn giản là đẩy gain cho nó lớn hơn để không bị dìm hàng. Thứ hai nữa là làm cho những cái tần số chúng ta muốn lớn, ví dụ như những tiếng slap đi, đó, nó lớn hơn khi chúng ta đẩy các tần số cao lên, tần số treble á, và làm cho những tiếng trầm, những tiếng trầm nó trầm hơn, nó nổi hơn khi chúng ta đẩy những cái tần số low nó lên, và những tần số mid cái tiếng nó có cảm giác nó gần hơn với chúng ta, nó rõ hơn, nó nổi hơn. Đó, đại khái chức năng của nó là vậy, đẩy gain làm cho các tần số âm thanh rõ hơn, đại khái là cho cái tiếng bass chúng ta không bị dìm hàng nữa. GEB7 là dành cho bass. Còn GE7 không có chữ B là dành cho guitar. Chức năng cũng như vậy nhưng mà sử dụng cho guitar, điện và thùng đều được. Nếu bạn có nhu cầu cần mua loa, phơ, guitar điện, guitar bass và các nhạc cụ liên quan, vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại này của tôi. Hãy nhớ subscribe cho kênh YouTube channel của Minh Rock. Cảm ơn các bạn.